Ok, hôm nay mình làm cái video ngắn chỉ cách cho các bạn thay nhớt cầu sau của xe Acura MDX. Bữa mình đi dealer thì nó đòi là 180 đồng để thay nước, nó gọi là rear differential, nó gọi là nhớt của cầu sau chiếc xe all wheel drive Acura của mình. Thì thấy đây là cái công chuyện rất là dễ, chỉ cần tháo hai con ốc ra thôi, một cái là để drain, là để rút nhớt cũ ra, và một con ốc khác để mình bơm nhớt mới vô. Thì dụng cụ mình cần dùng là cái breaker bar. Thay vì dùng ratchet thì nó dễ hư mấy cái mechanical trong đó, thì cái breaker bar này để mình có thể dùng sức mạnh hơn, không có sợ phải hư cái tua của mình, cái đầu bơm mà để bơm từ bình nhớt mới qua cái thùng qua cái cầu, cây là cái torque wrench, mình chỉnh được cái lực của cái lực torque khi mà mình bắt con ốc vô để tránh đừng có siết quá độ. Thì chiếc Acura MDX thì nó giống như là Honda Pilot, cái torque nó suggest là khoảng 35 foot pound, cho nên hoặc mình dùng này để siết mấy con ốc vô. Và còn nữa là phải mua những cái con lồng đèn washer mới để cho nó gọi là crush washer, tại vì khi mà mình siết chặt đó, những cái con lồng đèn này nó sẽ ép theo cái khuôn của cái nắp, cái lỗ của cái cầu đó. Thường thì nó có hai mặt, một mặt lén và một mặt phẳng. Mình phải bắt cái mặt lán tròn tròn này vô cái nắp của cái bình chứa nhớt cầu xe. Và cái mặt lán này nè, cái mặt mặt phẳng này nè là cái đầu của con ốc. Thấy không? Cái mặt mà lán này, lán tròn tròn này là nó dẻo hơn. Khi mà mình siết chặt vô thì nó sẽ ôm theo cái miệng của cái nắp bình nhớt đó. Và nó sẽ siêu, nó bách kính lại hơn. Cho nên make sure, nhiều người không để ý, nhưng mà đó là sự khác biệt. Cái mặt láng này phải đi về cái hướng đó, chiếc xe. Còn cái mặt mà rough hơn này nè là phải đi về hướng cái con ốc. Ok, hai con ốc này là một cái bự là 20mm, còn một cái nhỏ là diameter là 18mm. Cái part của Acura với lại Honda cũng giống nhau. Thì khi mà mình cái Acura dealer thì cách nhà mình cỡ lái xe cỡ 20 phút, nhưng mà cái Honda dealer thì có 5 phút lái xe. Mình chạy là mình đưa cái part number nó y chang như chiếc Acura MDX, thì hai cái washer này part y chang như là chiếc Honda Pilot. Thì mình sẽ để với cái part number trong cái description cho các bạn thấy để có thể order. Và nhớt thì mình cần cỡ 3 quart, 3 bình như vậy thôi. Nó gọi là all wheel drive fluid cho rear differential. Ba bình này thì mỗi bình mua thẳng từ dealer luôn thì cũng chỉ có 9,5 đồng, ba bình cỡ vòng vòng 30 đồng, thế má vô xong nữa. Thì bây giờ bắt đầu mình làm nha. Đây là phía sau, phía dưới của chiếc xe. Nếu mà mình nhìn thẳng vô thì nó có cái lỗ đây, thì cái lỗ trên này nè là để chứa, là để mình bơm nhớt vô cầu sau. Còn cái lỗ phía dưới nó luôn á là để mình rút nhớt ra. Thì cái size để đút vô mấy cái lỗ này để mà cái thua đó là 3/8 inch, các bạn thấy không? Nó rồi anh ta feature là cái lúc này cái độ bơm vô á là intake là nó right above it, ngay phía trên nó luôn. Hai cái dùng cùng size 3/8 inch, cái dưới để rút ra. Nhưng mà thường thì mình nên tháo cái phía trên lên trước, cái nắp fuel trước để chắc chắn là mình có thể tháo ra được, để khi mà rủi ro mà mình rút nhớt cầu sau ra xong xuôi rồi phát hiện ra là không có tháo cái nút trên ra được để mà bơm nhớt mới vô thì sẽ rất là vất vả. Cho nên mình phải tháo cái trên ra trước rồi nó cũng dễ rút nhớt ra hơn thôi. Đây các bạn thấy không, mình phải dùng cái 3/8 extension để kéo ra ngoài này. Và connect qua đây, sau đó mình dùng sức mình
mở ra từ từ. Và cái nút này nó có cái crash washer lâu ngày nó xét reset nữa, thành ra nó rất là cứng nha các bạn, phải dùng chút sức vào nó. Và nhớ lót thao để mở từ từ ra. Khi mà cái nút ở trên á, mặc dù là nước fill nhưng mà nhớ cái khi mà đầy đặn á, thì khi mình mở ra nó cũng sẽ nhiễu ra ngoài. Cái đó là không phải là gì hết đó mình, cái đó chỉ là tốt thôi. Tại vì nhớ đầy đủ thì nó mới nhiễu ra từ cái lỗ fill. Ok, thì khi mà mình bơm cũng vậy, mình phải bơm cho nó tràn, nó nhiễu ra luôn thôi, rồi sau đó mình mới bắt vào. Ok, khi mà nó đầy đủ nó sẽ chảy ra từ cái lỗ fill á. Mà hồi khi fill thì mình cũng phải bơm cho nó tràn, tới khi nào nó tràn nó luôn, giống như vậy nha. Và bây giờ thì mình sau khi mình mở con ốc để fill ở phía trên lên, thì bây giờ mình mở con ốc ngay phía dưới đây nè, mở ra. Ok, không có thể nào mà có thể cầm gì cầm phone gì mở được không, chắc không này. Để mà cái con ốc này rất là cứng nha các bạn, tại vì lâu ngày nó xét á, cho nên nếu mà mình cần nhiều khi nhả xét thì bơm chút brake cleaner ra. Nhưng mà khi mà thế cho nên mình mới phải dùng breaker bar, tại vì phải dùng rất là nhiều sức, mình không muốn dùng cái ratchet để nó dễ hư. Sau đó cho nó chảy ra thôi. Con ốc này nó có 500 magnet để mà nó hút những cái sắt dụng, mà mấy cái miếng sắt nhỏ mà sâu clay của cái cầu sao nè. Ở đây mình chui sơ đó, các bạn thấy không? Cũng có vài miếng sắt nhỏ dính vô trong cái 500 này, mình phải lao ra hết. Đây, mình lao ra nó đang xì lì luôn. Cái này đáng lẽ phải nên thay lâu, từ lâu rồi. Và bây giờ mình mới có cơ hội tập làm để biết. Đây một hồi khi mà nó nhiễu xong mình đem ra coi coi cái nước nhớt cũ nó, cái màu nó khác với nước nhớt mới như thế nào. Ok, bây giờ mình bỏ mấy cái lồng đèn này vô trước, mấy cái crush washer này vô mấy con ốc trước để hồi mình lu bu không có quên. Dạ, cái con ốc bự này là cái con ốc để cho cái fill ở trên phía trên, còn lỗ phía dưới để drain là cái con ốc nhỏ hơn chút, lấy cái lồng đền nhỏ hơn là cái size 18mm, còn cái này là 20mm. Và hồi nãy tôi đã dặn các bạn đừng có quên là cái phần mà dẹp này đó là đi về hướng con ốc, còn cái phần mà tròn trịa láng này là đi về phía chiếc xe cái bình của bình nhớt. Cho nên cái phần dẹp mà hơi thô không có láng nè thì mình để về hướng của đầu con ốc. Ok, các bạn thấy không, phần láng và tròn đi về hướng chiếc xe. Cái này cũng vậy, phần flat roof thì mình để về hướng cái đầu con ốc. Đó, như vậy đấy. Phần láng và hơi tròn tròn bóng thì mình để về hướng chiếc xe để cho nó dẹp vô khi mà mình siết. Ok, là sự so sánh giữa nhớt mới và nhớt cũ, các bạn thấy là nhớt mới thì nó sẽ có cái màu cam trong, trong khi nhớt cũ này thì nó rất là đen. Thường thì hãng xe hoặc dealer họ recommend, họ khuyên mình là cỡ 30 cho tới 40 ngàn mai nên thay nhớt rear differential cho cầu sau một lần. Nhưng mà xe mình bây giờ tới 80 ngàn mai mới thay, thành ra nó rất là đen. Thường thì nếu mình đi thay nhớt xe bình thường ở đằng dealer thì họ sẽ khuyên mình nên service, nên thay những gì theo lịch trình của xưởng xe. Nhưng mà nếu mà thường thì mình thay nhớt ở nhà đó, mình sẽ lãng quên cái
cái việc thay nhớt cầu sau, mình sẽ không biết đến cái công việc quan trọng này trong trong việc bảo tồn xe. Cho nên khoảng 3-40 ngày mai nên thay nhớt cầu sau xe một lần nha các bạn. Quá lắm là cỡ 50 ngày mai nên thay, đừng để đến 80 ngày mai như mình. Ok. Có nhiều cách để bơm nhớt mới vô trong cái cầu sau xe. Nhưng mà mình mua cái pump này rẻ tiền ở trên Amazon cả 8 đồng mấy. Nó gọi là Fluid Pump. Cả 8 đồng mấy trên Amazon, bạn có thể tìm ở trong đó. Và cái này mình chỉ cần gắn bắt vô đây, rồi mình bơm giống như mà mình bơm xà bông hay lotion vậy đó, nó vô cái lọ thôi. Đây, sau khi nó đã xong nhiễu rồi thì mình bắt đầu bắt ốc vào nha các bạn. Nhớ là cái con ốc nhỏ nhưng dài dài này đi vô trước. Ok. Mình nên dặn nhẹ nhẹ từ từ bằng tay vào để make sure mình không có cross thread, mình không có cross cái răng để nó có thể bị chéo răng hư. Dặn bằng tay trước thì nó chặt, rồi mình mới bắt đầu dùng cái torque wrench. Torque wrench thì mình nên chỉnh cho chiếc xe của mình Acura MBX 2014 thì cỡ 35 foot pound. Thì khi mà mình dặn tới độ đó thì nó sẽ kêu cái tạch nha. Không có dặn thêm được nữa. Ok, vì vậy mình sẽ không có over tighten hoặc là siết quá chặt để lần sau nó cực khổ hơn. Nhớ là cỡ 35 foot pound nha quý vị. Ok, khi nào quý vị nghe tạch không mua nữa thì là good rồi. Ok. Một khi mình bắt cái con ốc train vô chặt rồi thì mình bơm nhớt mới vào cái lỗ trên này. Bơm nước lên thôi. Ok. Ok. Các bạn thấy khi nào mà mình bơm mà nó bắt đầu tràn, nó nhiễu ra rồi đó, là bắt đầu có thể dặn nắp nút lại được rồi nha các bạn. Như vậy là đủ rồi. Cũng dặn tay trước, rồi sau đó mình mới dùng cái torque wrench cả 35 foot pound again. Ok, con ốc trên thì mình cũng dùng cái torque wrench 35 pound. Nhớ dặn khi nào mà cái torque wrench kêu cái tạch nha. Ok, chỉ vậy thôi. Ok, sau đó thì mình lấy cái khăn hay giấy gì đó mình lau cho sạch sẽ để khi mình chạy sau này mình có thể kiểm tra coi nó có bị leak hay gì không. Ok. Nhưng mà chỉ đơn giản vậy thôi.
điều quan trọng là mua cái crush washer mới để cho mùa con ốc nó siêu vô cho chặt chẽ. Vậy là xong. Tại vì một khi con ốc cũ nó đã bị nghiền vô, ép vô rồi là sau này mình gắn nó cũng không có dùng lại thì gắn nó không có chặt, siêu không có siêu chặt hay thay bằng con ốc mới, con lông đền mới. Ok. Sau khi lau khô sạch sẽ rồi có thể chạy rồi. Xong việc rồi thì mình sang vứt cũ vô lại mấy cái hộp này và đem lại những nơi mà bán phụ tùng xe hơi như là Advance Auto Parts hay là AutoZone hay là O'Reilly Auto Parts. Họ nhận những nhớ cũ này và giúp cho mình free. Yeah, đó là quá trình mà thay nhớt cầu sau xe rear differential. Và điều bí mật mình không có nói cho các bạn biết là đây là lần đầu tiên mình thay nhớt xe rear differential. Ai cũng có thể làm được, chỉ có hai con ốc để tháo ra và xả nhớt cũ bơm nhớt mới vô thôi. Ai cũng có thể làm được. 30 đồng.